Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về cách sử dụng Ring MVC và Bootstrap Framework để làm một cái ứng dụng web. Thì đầu tiên thì mình xin giới thiệu qua về là hiện nay là nhu cầu tuyển dụng về cái lĩnh vực sử dụng Ring MVC và Bootstrap để làm ứng dụng web thì nhu cầu rất là lớn. Mà hiện nay thì ở các trường đại học cao đẳng thì rất ít trường dạy về lĩnh vực này, cho nên cái mức lương cho những ai làm việc ở trong lĩnh vực này là rất là cao. Cho nên là mình khuyên là các bạn nên tìm hiểu về Ring MVC và Bootstrap Framework. Thì trong video này mình sẽ không có chuẩn bị các slide để mà hướng dẫn các bạn. Theo cái phương pháp học truyền thống thì thầy cô sẽ chuẩn bị cho các bạn các tài liệu, các slide hướng dẫn, rồi chuẩn bị bài tập cho các bạn. Thì đây là một cái phương pháp học truyền thống rất là thụ động. Và ở trong lĩnh vực công nghệ tin thì công nghệ thì nó luôn là thay đổi, và nếu mà các bạn học theo cái phương pháp này thì khi mà công nghệ thay đổi thì các bạn sẽ không biết là tự cập nhật được những kiến thức mới cho mình, nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học trực tiếp trên cái tài liệu của Ring MVC và Bootstrap Framework. Thì để học về Bootstrap Framework thì các bạn truy cập vào cái trang web có địa chỉ như sau. Thì các bạn có thể truy cập vào trang web có cái địa chỉ như thế này để mà học về Ring Framework. Thì Ring MVC thì nó là một cái phần nhỏ của cái Ring Framework. Thì các bạn có thể tìm hiểu đi từ đầu của về nói về Ring Framework, hoặc là các bạn có thể đi nhanh tới cái phần Ring MVC và tìm hiểu về riêng về Ring MVC thôi cũng được. Đó, thì các bạn có thể vô cái phần web framework này và vô cái mục là Introducing Web MVC Framework. Đó. Các bạn có thể tìm hiểu về công nghệ Ring Web MVC ở đây. Rồi các bạn cũng có thể tìm hiểu nhiều cái công nghệ khác nữa. Ở đây thì nó có phần Ring Restful, tức là phần web serving mà sử dụng Ring Framework. Rồi nó cũng có tích hợp với các công nghệ khác, vân vân. Nó có tích hợp với ứng dụng Enterprise Java Bean, tức là những cái ứng dụng mà doanh nghiệp, những cái ứng dụng lớn dành cho các doanh nghiệp, vân vân. Rồi để học về Bootstrap thì các bạn vô cái trang là getbootstrap.com. Thì thằng Ring MVC thì là code Java, mình sẽ viết code xử lý back end cho cái ứng dụng web. Còn Bootstrap Framework thì mình dùng để làm cái layout front end cho cái web của mình. Thì Bootstrap Framework nó có nhiều phiên bản như là 4 alpha rồi 4 beta rồi có version 3.3.7, vân. Ví dụ như mình thì mình thích cái version 3.3.7, thì nó có nhiều cái style đẹp hơn mấy cái phiên bản mới. Tuy là mấy cái phiên bản 4 alpha và 4 beta nó mới hơn, nhưng mà style của nó không có đẹp bằng 3.3.7. Đó, thì các bạn có thể vô cái getting static này để mà tìm hiểu về Bootstrap ở đây. Đó, nó hướng dẫn các bạn là cài đặt vô cái trang web của mình để mà tích hợp được Bootstrap Framework vô cái trang web của mình. Thì mình cũng xin giới thiệu đến các bạn là một cái trang web bán hàng mà mình sử dụng.
Bootstrap Framework và Ring MVC mình đã làm một cái trang bán hàng, shop bán hàng, bán thời trang như vậy. Đó. Thì sau khi mà sử dụng Bootstrap Framework thì cái trang web của mình nó có thể bị bounce, tức là nó có thể xuất hiện tương thích ở các màn hình máy tính bảng rồi điện thoại di động, các màn hình nhỏ nó vẫn tương thích được. Thì mình sẽ demo cho các bạn sau. Đó, khi mà mình thu nhỏ cái trình duyệt lại thì mình có thể thấy được hai cái sản phẩm. Đó, web mà sử dụng Bootstrap Framework và mình thu nhỏ nữa thì nó xuất hiện một sản phẩm. Rồi cái menu thì nó thu nhỏ lại một cái button như thế này. Khi mình click thì nó sổ ra. Đó. Đó, các bạn có thể xem các hiệu ứng thu nhỏ của Bootstrap nó như thế này. Rồi mình có thể kích cho từng cái sản phẩm mà mình qua cái trang chi tiết để mà mình xem chi tiết của sản phẩm như vậy. Đó, ở đây thì mình cũng có các hiệu ứng để mà zoom hình như vậy, rồi mình cũng có thể lựa chọn một cái sản phẩm khác ở đây, rồi mình có thể lựa chọn size của sản phẩm ở đây, rồi mình add cho giỏ hàng chẳng hạn. Rồi sau khi add cho giỏ hàng thì nó qua cái trang giỏ hàng như vậy, mình có thể click cho buy now để mua thanh toán sản phẩm, hoặc là mình nhấn continue shopping để mua tiếp chẳng hạn. Đó. Mình mua tiếp cái sản phẩm này chẳng hạn. Đó. Mình lựa chọn size và mình nhấn add to cart chẳng hạn. Rồi mình nhấn vô buy now để mà qua cái trang thanh toán chẳng hạn. Thì khi mà mình nhấn thanh toán thì nó sẽ redirect về cái trang login để mà nó bắt mình login. Sau khi login thì mình mới thanh toán được. Sau khi mình click cho buy now thì mình vào cái trang lựa chọn cái địa chỉ rồi lựa chọn cái phương thức thanh toán vân vân. Đó. Thì cái buổi hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Thì vào buổi sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái trang web. Mình sẽ hướng dẫn các bạn viết code để mà tạo ra một cái trang web sử dụng Ring MVC và Bootstrap Framework.